disco thông chẳng hay miền đồng cừu nơi miền cồn khi nơi lớp tì tì sập bài disco này nơi bé để dưỡng vô vô rộng quạt nắng tàu bài disco này khử đùng à cồn khi này mày plout bạn rồi nhé có vận tải đó à plout bạn nó bị lươn nha có vận tải tạm tết đó nơi bé để đồng bóng pa nâng tì disco nó có là pa bấp nữa bà con mà chắc à con khli nâng về lột hay nào về nâu có bản thân dân lưu nó theo đây ta bắt 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 lột plow bây giờ này có bản thân bởi này dây bởi đứng ta con nó vừa bắt bắt nâng tên nâng tới à con khli nâng về nâu rồi hát bằng việc chặt nhỏ nhỏ hát bằng việc lột plow à lột nâng bà con mà chắc bởi mình tâm thọt đi tí sko tế mình tâm chật nâng đi dây thật mình tâm lại một cảnh vì thế tâm tế à con khli nâng hát thọt đi tí sko dàng ná nụ anh chất nâng anh có thư à vách chờ nạ cách rìu ruốc nâu ruốc bá rõm làng cán vĩ thầy à con khi nâng lột plout thót lên nâu lơ spice score nâng tiết hai ta nâu cơ là anh xê vinh hai dù lê tế nâng dù lê à tây tạp hiệu viên nâng xâm nâu đôi chẳng anh hãy à tây tạp hiệu viên chả lợ ná hiệu viên cục bà chia tế ní nì dì bán tế nâng nông băng chắc thuê bọn năng ảnh ta mê nô thuê mê mê ảnh tây tạp phía viên tế bì bố ấy bì bố mê mê ảnh rõm tốt chú mùi nâng bạc xa tê cứ ảnh rõm việc tốt chú mùi nâng chật đại chía mê nô thuê nâng việc bạc tốt chú mùi nâng chật đại chía phía viên nâng ảnh có bản tế đó là rút vô mê bạc tốt chú mùi nâng phía viên nâng việc bạc tốt chú mùi nâng chạc khổ bạc bà xa ai chung bố thòm mê rõm về bạc tốt chú mùi nâng chất để chế phẹo vẹn chẳng về ọt miên ạ à, tay tắc phẹo vẹn thì cứ chập tầm món cứ phẹo vẹn chắc là nát phẹo vẹn cốt bá chê tệ ao dô lại đằng chẳng sẵn bà nâng bà em sạp dô lại thì nó sạp dô lại bà bà cô mẹ chả nâng ạ lâu ạ dân này dây tam thuê phânê ọ chú mơ tam tam thuê phânê rút bác tốt chạc khổ bác xa bực ná thì ná à tây tạ phẹ vẹn miền chất thơ à tây tạ phẹ vẹn à tây tạ phẹ vẹn rẽ xa ông phúc với ná rút màu hái cát mà khả ná rô lọt to mà tiết xây phẹ vẹn chạc lạ nạ nấu thay rẽ xa ông phúc đá có bằng đá vì miền sập hiếp nhỏ nâng ạ cát mà khả ná hai có rô rồi luật rồi mà hai bán nơi xây tiệt nếu ta phê viên đã đấy có tài phê viên cúc và chết tiệt ba cúc và chết tiệt nên cứ bán đây ta việc bắt sai phê viên cứ việc lên đăng ổng bí à rong cam cam nị mết kịch tệ nị mết đâu việc bắt tốt à tây tắc phê viên chắc là nạ phê viên cúc và chết tiệt rồi tới bán miền à phải văn cốt phải chết tiệt cái mà khả năng rồi luận tới bán chất mùi tiết cái thớ à vắt chân nạ cậy làm tạm thế thì nét làm tạm thế chẳng bán chỉ chất dương đi rọp tới vì vô tài tài mùi tới mình rọp phải sẽ bầm buồn tới mình rọp chất mùi rồi mà phây mùi đấy cứ rọp tới chất tài tài mùi thì đôi chỉ dương này rọp ông pi lương kệ lệ mà pan pram rồi ấy nó cứ dương rọp chất tài mùi thì cứ có phần tái đây rồi rọp chai nó mau bị chất nó về miền triệt chất nó người thừa kịch bà về miền phù mà bỏ về chẳng tới có về miền chất chỉ bãi sắt làm buồn đuông chất mùi rối mà thầy mùi có bàn tay để ta biết chất miền tay mùi thì à chất mùi nó người thừa phê à tay tá phê vẹn mà khả nát rố lọt à chất mùi mùi cả phết mùi thịt à về thừa à tay tá ở về thừa phê vén chát lá nà cả mà khả nát rố lọt tới chất mùi thịt à chất đã đai nâng con tay xây khi đó chợ đã đại rồi xây khi đó tới chợ tha chợ đã đại nữa anh nưng đã nưng mà mềm thế cứ chợ nay rồi luốt với cho luốt bắt chân thế mà song xa rồi quát làm đại cả ai tiệt thế cứ chợ đối với cả thằng mày nưng ai vừa máu thứ phải vén chợ là nã thứ phải vén cốt và chết chết và tiệt cả ba cái nã rồi luốt tới bàn chết mùi nưng ai thằng mày cả láng thứ vắt chợ nã cạch cứ tiên vô nơi rú bà rộm nâng ảnh đồng bấy là cán vĩ vị thầy.
đáp bàn thế à vậy cho nên kệ đừng anh cứ ấy cứ kệ rì giá mẹ nâu thiệt dương thả bánh cho thuế riêu vắt cho nè 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 kia nè cứ à vậy cho nên kệ đừng tam thuê tầng tam đừng cứ miên tại chất để cho thả kệ rì giá mẹ nâu thiệt hãy kệ rì giá mẹ nâu thiệt đừng dùng tự đằng tiền bật tam chặt khổ thuê rì vì thấy kệ rì giá mẹ nâu thiệt đừng miên ấy chi à rầm miên rú bà miên rú chí a rạm bơ kê giá mà nô thiết nâng thơ à vạch chân nạ kết tam sao tạ thuê rơi vì thay chất bánh dạ thư rơi chân nạ chất nâng miên ai chìa rạm miên xâm lê mà chìa rạm kết xinh chá có bánh tay vì thuê kết à vạch chân nạ kết đôi khní bánh dạ thuê rơi chân nạ chất đôi khní có bánh tay à rõm xinh khní tam xâm cú nây khuê dạ bàn tế tên nát dạ bàn tế chân ngạ nâng ạ ha đó là chất nâng việc cát mà khả nạ thôi ở vậy chân nạ kết hết việc cát mà khả nạ tại mũi khả nạ chân ánh có rố rồi luật tới vì rồi luật tới có chỉ bật tập than nhằn ấy chắc khổ vì nhiên cát là khởi nở rú bá làm thôi tiết sơ nạ kết chứ thế nhé vì tiết sơ nạ kết cái khởi nhé hay khởi nâng khởi má rồi có khởi như rú khởi đàm chơi rồi có khởi như rú khởi play rồi có khởi như rú khơi như rút ở bên khơi phẩu ở bên khơi nam chơ ở bên khơi sạp ở khơi tóc ở tù tê vì bố vì nơi nóng chắc khổ thuê rì vì thầy chật cứ rút nó cứ rút bò ra mặt nâng tài mẹ đòn đạp bàn tế tiến sạp bàn tế hay bởi tam sao tạp thuê ra vì thầy chất nâu tế đế kỳ ra mà nô thiết thuê ở bài chân nạng cách cạt mùi khả nạ rồi luật tới xây cạt lại sao tạp vĩnh vĩnh nhiên thuê cạch ấy bà thớ bà sắc và nã kịch lưới nơi xóm xâm lê có bàn tay dương với tháng xâm lê sạch xâm lê lục rù xâm lê làn xâm lê chạp anh nâng vị chỗ nóng mẹ nâu thuê ra vị thầy chặt hai có bàn tay nơi nóng sao tạ thuê ra vị thầy nâng vì lưới bàn tay xóm lên đập bà bàn năng ảnh vô bàn tới tiếng vô bàn tới nhưng trong bình chúa ở khơi sập hết này bò làm thành bít bít bồ tát cha đại bảo ông lục trung sầm đại máu ở miên sập tệ năng bàn nhã khơi thả vì mình miên kê mình miên chớ mình miên sát mình miên bồ tát vì miên tại sập hiểu viết tâm nọ ảnh hay đại bảo ông lục sầm đại chẳng lục bậc càng chẳng cứ lục đăng chợ ba lục ban khơi dịch đây bịch á chẳng ban chia nơi thằng ấy bình bò ra mấy khai bình bò ra mấy khai à sạt nương à đại bờ ông lục trung sầm đánh thom mà chắc cắp bờ vắt tận hạ sầu nương à cứ máu pí bờ ông ban đâng ông pí sắp bình nhất tự nhiên ở vây để lộ đâng ông pí lộ ni cứ lộ đâng cướp sập ở hái ban đầu tới sầm đánh nơi prum mà chạ nơi thom mà chạ nương ấy đó sạt lộ tầng lái ở ban đâm phong đài nâng được lộ sầm đánh nâng được sầm đánh chắc được sầm đánh ông pi thọ để chia thọ dịch cái đây tết máu pi lộ ban đâm cho ba hai bờ sân chỉ lộ mình toàn tra đằng tế lộ sầm đánh nơi thom mà chạ ban đài cứ ở ban thế cứ lộ ban tra đằng hai nâng à cũng chẳng ban chia nơi khnông ăn cốt trả nị cái tiết sạch cả nị bát nơi khnông bát tham mẹ panna sạch cả maha vẹ nơi khnông sột mũi chúa ạ thị mút tệ sột ạ thị mút tệ bát tệ sột bao lâu trung sâm đài nhàng chạy nơi bề nu ông cả nông bề anh nón bán ban chồ tự cởi bề đầm miền bề phía đạo tì bờ tháp đạo là tự đạo hái có thay bằng cung bề đầm miền bề phía hái có ông quý không tí đã sắm cua đạo bề anh nắn quăng ông quý không tí đã sắm cua hái bề đầm miền bề phía nơi bề nu bờ ông lộ trống trắc sâm đại anh thà ye tê anh nắn tê tham mê tê sang ạ thị mút tắc bạc ạ thị mút tắc bạc tiền nặng ạ thình như sạch hệ kệ để dài dễ sang vấp tắc tệ lô lục bạc tê an nón bài sạch đây thả mân nil an nón
ពពុនៃសេចក្តីដឹងទាំងឡាយឯណានោះសេចក្តីដឹងទាំងឡាយឯណានោះដែលប្រព្រឹត្តទៅសង្វត្តតេដើម្បីជាច្បាស់នៅអធិមុតិបត្តទាំងឡាយនោះដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្រពៃអភិញ្ញានោះណានេះដែលលោកសំដែងអញ្ចឹងមកពីអីថាលោកបានត្រាស់ដឹងល្អណាលោកមកសំដែងនៅព្រហ្មចក្រលោកសំដែងនៅធម្មចក្រដល់សត្វលោកទាំងឡាយដូច្នេះយើងត្រូវមានតថាគតពោធិសទ្ធាព្រោះគុណម្ចាស់យើងត្រូវមានសទ្ធានឹងឲ្យច្បាស់ឡោះកាលណាយើងអត់មានសទ្ធានៅក្នុងព្រះដតថាគតដែលលោកបានត្រាស់ដឹងទេយើងរវើរវាយហើយប្រកបជាសេចក្តីសង្ស័យវិចិកិច្ឆាកើតឡើងហើយព្រះគុណម្ចាស់វិចិកិច្ឆាកើតនៅក្នុងមោហមូលចិត្តហើយវិចិកិច្ឆានេះកើតនៅក្នុងមោហមូលចិត្តហើយមោហមូលចិត្តចេតនាដែលកើតនឹងកម្មនឹងអាចមានកម្លាំងញ៉ាំងបដិសន្ធិនៅក្នុងអបាយអញ្ចឹងយើងត្រូវមានសទ្ធាជាមុំទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានព្រះអង្គលោកសម្ដែងប្រាប់អានន្ទនឹងថាមនាលអានន្ទបណ្ដាសេចក្ដីដឹងទាំងឡាយឯណានោះក៏ឃើញហ៎សេចក្ដីដឹងណាក៏ដឹងទៅដឹងណាឯដឹងទៅក៏ប៉ុន្តែសេចក្ដីដឹងឯណានោះដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅអធិមុតតិបត្តិទាំងឡាយនោះដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្រពៃវិសារតោអហង្ខអនន្តៈតថាបដិជានាមិទេសង្ឃទេសង្ឃតថាតថាធម្មង្គទេសេតង្យថាយថាបដិបណ្ណោព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលអនន្តថាគតជាអ្នកឃ្លាវខ្លាដឹងច្បាស់នៅអធិមុតតិបត្តិទាំងឡាយនោះហើយតថាគតអាចសម្ដែងនៅធរចំពោះពពួកសត្វនោះតាមដែលអ្នកប្រតិបត្តិនោះពុគ្គលម្ចាស់ស្ដាប់ឲ្យខ្លាំងនោះយថាបដិបណ្ណោតាមដែលអ្នកប្រតិបត្តិវាតើតើយើងស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គយើងបដិបត្តិសមគួរបានប្រពន្ធណាយើងយល់បានប្រពន្ធណាយើងខំប្រឹងយើងបានយល់ច្រើនយើងធ្វើប្រហែលសេចក្តីដឹងយើងតិចហើយអធិមុតតិបត្តិនឹងសំដៅទៅលើអីព្រោះគុណម្ចាស់អធិមុតតិបត្តិនេះគឺជាធម៌ដែលជាប្រតัฐាននៃព្រះធម្មទេសនាព្រះអង្គលោកទ្រង់មានអធិមុតតិបត្តិនឹងឯងជាប្រតัฐានឲ្យព្រះអង្គសំដែងនៅព្រះធម៌អស់45ព្រះវស្សាអធិមុតតិបត្តិបានទៅលើអីថាខណ្ឌអធិមុតតិបត្តិគឺខណ្ឌអធិមុតតិបត្តិគឺធាតអធិមុតតិបត្តិគឺអាយតនៈអធិមុតតិបត្តិថែមទាំងទិដ្ឋិព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអំពីខណ្ឌអំពីអាយតនៈអំពីធាតអំពីទិដ្ឋិទាំងឡាយនឹងឯងវាទៅជាធម្មទេសនាដល់យើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងហើយអ្នកណាដែលអ្នកអាចសម្ដែងបានគឺវិសារតោអហង្ខអនន្តៈគឺតថាគតនឹងឯងជាអ្នកឃ្លាវខ្លាដល់បានទេដឹងច្បាស់នៅរឿងខណ្ឌនឹងដឹងច្បាស់តថាគតដឹងច្បាស់តថាគតដឹងច្បាស់ពីរឿងអាយតនៈតថាគតដឹងច្បាស់ពីរឿងធាតតថាគតដឹងច្បាស់ពីរឿងទិដ្ឋិនេះច្បាស់ហើយបានព្រះអង្គលោកយកអធរទាំងអស់នឹងឯងដែលព្រះអង្គលោកដឹងច្បាស់នឹងយកមកសម្ដែងជាធរដល់អ្នកណាដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាសត្វបុគ្គលក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នានឹងសុទ្ធតែអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបានព្រះអង្គលោកប្រើពាក្យយថាបដិបណ្ណោតាមដែលអ្នកប្រតិបត្តិបើអ្នកឯងមិនប្រតិបត្តិអ្នកឯងអត់ឃើញបើអ្នកឯងមិនប្រតិបត្តិអ្នកឯងមិនអាចឃើញនៅអធិមុតតិបត្តិដែលជាខណ្ឌដែលជាអាយតនៈដែលជាធាតមិនឃើញអំពីទិដ្ឋិតាមសេចក្តីពិតក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកណាបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គហើយបដិបត្តិក្មៃក្មៀតប្រឹងប្រែងដូច្នេះវាអាចមានបញ្ញាឃើញអធិមុតតិបត្តិខណ្ឌតាមសេចក្តីពិតអាយតនៈតាមសេចក្តីពិតធាតតាមសេចក្តីពិតឬក៏ទិដ្ឋិដែលកំពុងប្រកបនឹងឯងតាមសេចក្តីពិតយល់បានទេទីនេះយល់បានទេហើយសូមអនុមោទនីចា
ប្រមួយរយដប់ប្រាំបីលើកទី៤រយម្ភៃប្រាំបីបាទខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិអរហន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយគោរពសក្ការនិងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ក្រៃលែង នឹងសូមគោរពដល់លោកតាលោកជាបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយសមាទិដ្ឋិដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ក្រៃលែងបន្តអំពីសេចក្តីនមស្ការដោយសេចក្តីសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្ណេះ ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទសូមអារាធនានិមន្តព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមអញ្ជើញលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់បន្តការសិក្សានៅព្រះអភិធម្មតទៅទៀតសូមអារាធនានិមន្តហើយនិងសូមអញ្ជើញ បាទយើងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ15រោចខែកដិកជាថ្ងៃខែដិកហើយយើងនឹងបាននាំគ្នាមកសិក្សានៅព្រះអភិធម្មបន្តជារៀងរាល់កាលសំគួរ ដល់ពេលវេលាដែលយើងបានកំណត់គ្នាទុកក៏ប៉ុន្តែមុននឹងផ្ដើមបន្តនៅព្រះអភិធម្មតទៅទៀតខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទសូមឱកាសអំពីព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមឱកាសអំពី លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងអារាធនាធម៌គាថាទាំងឡាយដែលតេតិនពីរឿងការបរិនិព្វាននៃអក្សរវៈទាំងពីរអង្គដែលលោក ព្រះនិព្វាននៅក្នុងខែកដិកនេះឯងព្រះអគ្គសេនាបតីសារិបុត្រលោកបានព្រះនិព្វាននៅថ្ងៃពេញបារមីខែកដិកកន្លងកន្លះខែក្រោយមកទៀតគឺនៅក្នុងថ្ងៃនឹងតែម្ដង គឺថ្ងៃ15រោចខែកដិកនឹងឯងអគ្គសាវកព្រះមហាមុគលានក៏លោកចូលបរិនិព្វានដោយអនុបាសីសេសៈនិព្វាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរដូច្នេះថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃមួយដែលជាថ្ងៃ អ្នកខត្តឫកចំពោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលសង្គួរនឹងតាមរលឹកនៅធម្មអរុះនៅធម្មសម្បត្តិនិងធម្មអនុគ្រោះទាំងឡាយរបស់ព្រះ
អគ្គសាវកនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងដោយការគោរពនិងសេចក្ដីនមស្ការផ្សេងៗប្រគល់ម្ចាស់ដល់តាលោកយាយបងប្អូនប្រស្រីទាំងអស់គ្រប់អគ្គសាវកទាំងឡាយ នៃព្រះដ៏មានព្រះភាកព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអតីតកាលក្តីនៅក្នុងកាលឥឡូវនេះក្តីនឹងទៅអនាគតក្តីរមែងអគ្គសាវកទាំងពីរអង្គនេះឯងបរិនិព្វានមុនព្រះដ៏មានព្រះភាកជានិច្ច ឥឡូវថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលព្រះមហាមោគលានលោកបរិនិព្វាននៅកាលៈសីលាក៏ប៉ុន្តែប្រគុណម្ចាស់យើងទាញអំពីការបរិនិព្វានព្រោះរបស់ព្រះអគ្គសាវកព្រះសារិបុត្របន្តភ្ជាប់ បាទតាំងអំពីដល់15កើតរហូតមកដល់15រយប្រគុណម្ចាស់ហើយនៅពេលដែលមហាជនទាំងឡាយនៅនាលកៈក្រៀមនិងពពួកទេវតាទាំងឡាយដែលច្រើនបានធ្វើនៅចិត្តកាធា វិចិត្រតោយក្លឹមចន្ទក្រហមក្របទៅដោយកៃមនីកៅសិបប្រាំបួនបែបក៏លើកព្រះសពនៃព្រះសារិបុត្រដាក់នៅក្នុងជើងថ្កហើយក៏បូជាដោយភ្លើងរូបគ្រប់គ្រប់ពេលរាត្រីក៏រមែងមានការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ នឹងការស្ដាប់នៅព្រះធម៌គ្រប់គ្រប់ពេលរាត្រីទាំងអស់កាលនោះព្រះអនុរុទ្ធេរៈលោកទ្រង់យកទឹកក្រអូបទៅស្រោចរំលត់នៅជើងថ្កហើយព្រះចន្ទៈសាមណេ ចំព្រះចន្ទៈស្ថេរៈនឹងឯងគឺយកសម្ពុតតម្រងទឹកខ្ចប់នៅធាតរបស់ព្រះសារិបុត្រដោយមានសេចក្តីគិតថាអាត្មាអញមិនគួរតម្កល់ទុកនៅធាតរបស់លោកនៅក្នុងស្រុកនេះទេសមគួរនឹងយកធាតរបស់លោក ចូលទៅកល់ព្រះដ៏មានព្រះភាកហើយព្រះចន្ទៈថេរៈនឹងឯងបានចូលទៅជួបនឹងព្រះអានន្ទទាំងព្រះអានន្ទទាំងព្រះចន្ទៈសាមណេរបានចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភាកនៅក្នុងវត្តជេតពននៅពេលនោះព្រះចន្ទៈថេរៈ ក៏មានថេរៈដីកាក្រាបថ្វាយបង្គំទូលព្រះដ៏មានព្រះភាកដោយសេចក្តីថាបព្វិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើននេះធាតុនេះបាទនេះជីវរបស់ព្រះសារិបុត្រព្រះសារិបុត្រដែលជាបងប្រុស ព្រះនិព្វានហើយព្រះអង្គនឹងព្រះដ៏មានព្រះភាកព្រះអង្គទ្រង់លានៅព្រះហស្ទទួលយកនៅសម្ពុតតម្រងទឹកដែលខ្ចប់នៅធាតុនឹងឯងទុកលើបាតដៃរបស់ព្រះអង្គហើយក៏ព្រះអង្គមានព្រះតម្រាស់ ដល់ព្រះភិក្ខុទាំងឡាយមនីយភិក្ខុទាំងឡាយ
Pico để ngày muôn nọ ba sầm đài nơi ba để hà để diệt ở ruồi tràn giang sông ạn nằm ạn sông dịch đây ạn ở nhạt ba để nếp biển đây lâu nì thiệt nì đại miền bờ đôi chia sang bà con nơi nì anh phí khổ nì cứ ban sân xóm nơi ba ra mây ơ mùi à sang khay cầm rai sàn cặp cứ chừng nhé đại nhân ơi thăm mà chạy đại ta thạc quân ơi bà rập tử chừng nhé priên bà đau ông tì bì rô bọc đà thạc quật đào chung bùa. Hai vị khổ ní có chuyện nhẹ nhàng nâu sao vẹn sàn nệ bàn ai khổ đà. Vì đà thạc quật chánh nơi khổng mơn chạc có vào nì nên rô bộ cổ ná ai sma nâng vị khổ ông đi đại miên bánh nhà nó mình miên nó lại thì khổ đi miên bánh nhà kra miên bánh nhà tràn miên bánh nhà sruy miên bánh nhà rô ha miên bánh nhà chắc là miên bánh nhà thơ ơi chắc thơ lô ní cứ chếp rết đâm ra rõ bọc bệnh đo miên bệnh hiệp. Hãy có bảo ơn lộ trung xâm đánh to tự tiết. Bảo ơn xâm đánh thà xa rệ bọt ơn ai nà. Đại chỉ niệm bàn buộc chê lùm đắp ơ pram rôi chiệt. Cứ bệnh xa rệ bọn lộ buộc pram rôi chiệt. Chia lộn đạp chóp 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 chóp. Mình đại tế pram rồi chia nâng bố con mẹ cha. Chia nịa pracha nâu rệ kẹt. Miền ân tri sông ruông đầy lọ. Chia nịa miền sẽ kể đây ọt thôn. Miền cầm lăng xa mà đòi phèn đầy. Chia nịa miền sẽ kể đây ạ nụ cổ. Chỉ nhận miên chất bạc gọp đòi cả rõ ná. Và rệ nệ tiền hai. Nhận chẳng lại chô thoai bằng cung. Nơi xa rõ bất ông đi chó. Nâng bệnh xa mạ xa mốt. Phong lộ trung thả ra. Bình chết. Tất đó bị khổ tăng lại xa mùa nâng. Vì khổ tăng lại, kia thoại bằng cung nấu. Bệnh xa đại bất, đại nấu sau ta thiết mùi gần chọc. Chọc ta đôi xung quốc đâm rong tức ta phát bánh năng án mà. Ai bệnh hà non bình bố con mà chạy. Quân ta chôl, ta cao bệnh đoàn biên bệnh hiệp. ក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំទូលដោយសេចក្តីថាបព្វិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្លួនខ្ញុំព្រះអង្គហាក់ដូចជារឹងស្ដោកស្ដឹងអស់ទិសទាំងឡាយរមែងមិនប្រកាសដល់ខ្ញុំព្រះអង្គឡើយសូម្បីតែធរទាំងឡាយក៏មិនភ្លឺច្បាស់ដល់ខ្ញុំព្រះអង្គដែរ ព្រោះអាស្រ័យបានលើថាព្រះសារិបុត្រលោកបរិនិព្វានហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះតម្រាស់ដល់ព្រះអានន្ទដោយសេចក្តីថាមនីលអានន្ទព្រះសារិបុត្រមានយោគសិលខណ្ឌបរិនិព្វានទៅជាមួយដែរទេ โยสมาธิขันธ์โยปัญญาขันธ์โยวิมุตติขันธ์โยวิมุตติ
nhiên là tết sản nạ khăn tư chư mùi đại tết nâng xu prea anon tha prea bọ lộ bởi nế biến tư dục xa là khăn tư chư mùi bởi nế biến ấy dục xa mà thị dục bằng nha vị mốt tự nhiên là tết sản nạ tư bởi nế biến chư mùi ấy prea anon có kra thoái bằng cung tu tha bọ bích bọ ong đo chùm ra ព្រះសារបុត្រមិនបានយកសិលខណ្ឌសមាធិខណ្ឌបញ្ញាខណ្ឌវិមុតតិខណ្ឌវិមុតតិញ្ញាណទេសនខណ្ឌបរិនិព្វានទៅជាមួយក៏ទេប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនី ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះតម្រាស់ដល់ព្រះអានន្ទដោយសេចក្តីថាមនីលអានន្ទព្រះសារបុត្រមានយោគសិលខណ្ឌបរិនិព្វានទៅជាមួយដែរទេយោគសមាធិខណ្ឌយោគបញ្ញាខណ្ឌយោគវិមុតតិខណ្ឌ យោវិមុតតិញ្ញាណទស្សនៈខណ្ឌទៅជាមួយដែរទេនឹងសួរព្រះអានន្ទថាព្រះសារបុត្រលោកបរិនិព្វានទៅយោគសិលខណ្ឌទៅជាមួយបរិនិព្វានអីយោគសមាធិយោគបញ្ញាវិមុតតិញ្ញាណទស្សនៈទៅបរិនិព្វានជាមួយអីព្រះអានន្ទក៏ក្រាថ្វាយបង្គំទូលថា បបិទ្ធព្រះអង្គដោះចម្រើនព្រះសារបុត្រមិនបានយកសិលខណ្ឌសមាធិខណ្ឌបញ្ញាខណ្ឌវិមុតតិខណ្ឌវិមុតតិញ្ញាណទេសនខណ្ឌបរិនិព្វានទៅជាមួយក៏ទេក៏ប៉ុន្តែបបិទ្ធព្រះអង្គដោះចម្រើនព្រះសារបុត្ររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គ លោកជាអ្នកប្រដៅលោកជាអ្នកបញ្យលលោកជាអ្នកបំពោះលោកជាអ្នកបំភ្លឺលោកជាអ្នកឲ្យហ៊ានឲ្យក្លាហានឲ្យរីករាយលោកជាអ្នកមិនខ្ជិលលោករមែងមានសេចក្តីអនុគ្រោះដល់ពពួកសត្វព្រហ្មចារ្យ ទាំងឡាយដោយធម្មទេសនាខ្ញុំព្រះអង្គរមែងតាមរលឹកនៅធម្មអរោហនេះនៅធម្មសម្បត្តិនេះនៅធម្មអនុក្រោះនេះរបស់ព្រះសារិបុត្រព្រះដ៏មានប្រភេទក៏ព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះតម្រាស់តទៅទៀតថាមនីលអានន្ទហើយ ចុះតថាគតបានប្រាប់អ្នកឯងពីមុនហើយតើការផ្សេងគ្នាការប្រព្រឹត្តទៅដល់ទីទីគ្នាចាក់សង្ខានិងសត្វដែលជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តមនីលអានន្ទ តានិកបីនឹងរោគកបីនឹងបាននៅហេតុនោះមកអំពីទីណាមនីលអនន្តណៃនៅក្នុងលោកនេះធម្មជាតិណាដែលកើតឡើងហើយចម្រើនហើយបច្ច័យប្រជុំតតែងហើយធម្មជាតិនោះ នឹងគង់មានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទៅវិញជាធម្មតានឹងថាសង្ឃឹមថាសូមឲ្យធម្មជាតិនោះកុំវិនិច្ឆ័យនោះហេតុនេះរមែងមិនមានឡើយនេះគឺជាសេចក្តីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទុកដល់ពពួកនៃពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមានបុគ្គលម្ចាស់
lô ta lô dế bóng ôn bó srei tình ốc xong cú đo ca bị chà ra ná nơi thiết tương lai để chia thăm mà chết cát ở srei đòi bạch chạy miền hải ti bóng phóc nâng rổ mênh vị nế tử vinh trực trôm tử vinh dạ ná bà côn mà chá mình miên bà côn mà chá mình miên lô ta lô dế bóng ôn bó srei tình ốc cần ta bằng nhắc, cần ta miên chúa, nâng ban hư, à srei đôi miên khăn bằng giật cạc tầng pram đại chia, rồi bó cao lang ông bì bạch cháy bà chung tạ tài bọn nó, thi bằng phót bà côn mạch cha, nâng đo nâu dịch đây vị nhạc tử vinh, xôn bày tay Phrisa để bắt đá chí á kia xa vẹn rồi bỏ Phris đo miền bởi phía có quân nâng bởi rệ nị biên tự hai chó mở lê xóm dương tương ọc nê nâu ê lê nâu bê nê nút nâng quân vân thật thê chị ra ca đôi mà đại ca nâng trâu tè bắt băng vị nê tự chia thòm mà đà nâng nâu thay đọc pram ca khai ca đặc đó mà đo thay nì hả thay đọc pram rô khai ca đặc nì đôi chìa thay nì hả đại bà côn mạch cha lô ta lô dì bong phá ôn bà srei tăng ơ bà nọ bà chung khnê đọc bày nâng sắc xa nâu bà thò ơ vã đọc bà bà sà mà sàm bốt ngày này ai nhỉ? Đây chỉ ngày vực vô chỉ ti bẩm phật rồi hốt đau bệnh mà ha mục cơ liên lộ trung bệnh nệ biến bọn lộ trung xâm đại bà rục đau bà rục nơi bệnh mà ha mục cơ liên đòi sức đầy tha ông cả nóng bà bố ăn đệ là thầy tăng lại mau bị chung khnề nằm bay xa xua dục bao khnề bài sách đầy thả cho hai đôi mặt đất nó ban chỉ liệt sạc ca rạ tăng lại rồng mênh chồng ran đau phía xa mà nạ cô đâm ấy có chan mà lắc ban bà phụ ăn đệ là thầy tăng oa nâng cô mà chạy nè để đằng rướng có pháp có áo dụ bao tha nè liệp sạc ca rạ tầng lái đã bật cắt đòi phụ xa mà nạ cổ đám mau ông pi miên à kia xa vẽ mũi miên chú mô tha prea mà hà mô cơ liền à kia xa vẽ nâng ai nhỉ lộ bàn tàu căn tê về lộ tới su phụ bộ phụ tê và bất bộ phụ tê và đa tăng lai ông pi cam ông pi ca bộ bết giang na ban chia ban phal miên sập hiệp đo bờ xa giang ni giang nô hay lô ban tập lập mộc vinh vô rừng tầng ót nô mộc prap đo bộ phụ mộc nô tăng lai tha bộ phụ tê và bất bộ phụ tê và đa bộ bết đòi cam ni thơ đòi cam ni ban phal giang ni ban phal giang nu đòi bộ phụ mình nu chẳng lại mình trâm tập bộ phân nâng thế à kia xa viện nâng ai nhờ ban cho tập than nó rõ tập su phụ nó rõ ta nó phụ nó rõ nâng thơ cam làm mách ban về tập tu dịch ở đây làm ba giang ni giang nu hai có vô sĩ cái đây nâng anh mộc prap đo phụ mô nô tăng lai nâng anh ở bàn đăng thà phụ nô rộ tăng lai nô nô phụ nê rệ dì cạ sạch tăng lai để tờ tu nơ tờ rô nà cam đo sàn lòng ba à sài đôi ông pơ giang ni ông pơ giang nô mô nô tăng lai ban triệp ban đăng đòi ao phát
របស់ព្រះអក្សរវៈនឹងក៏បានថ្វាយនៅលៀបសការៈដល់សាវៈនឹងឯងបើសិនជាពួកយើងនឹងឯងសម្លាប់នៅអក្សរវៈនឹងលៀបសការៈទាំងឡាយនឹងរំលែងប្រកបដល់ពពួកយើងវិញហើយនោះមកនេះគឺហេតុបច្ច័យដែល បង្កឲ្យមានការគំនុំគំគួនដល់អក្សរវៈព្រះមហាមោគលានៅពេលនោះបានពួកនិក្រុនទាំងឡាយនឹងឯងក៏ប្របួលនៅឧបថៈរបស់ខ្លួនប្រមូលនៅលុយកាក់បានប៉ុនកហបណៈរួចក៏ទៅសួរដល់ពួក ចៅដែលវាដាសម្លាប់មនុស្សពពួកចៅដែលសម្លាប់មនុស្សពីស៊ីឈ្នួលថានេះឯងសម្លាប់អក្សរវៈនឹងឈ្មោះព្រះមហាមោគលាននៅនៅកាលៈសីលាអ្នកឯងសម្លាប់ឲ្យសុគតយើងនឹងឲ្យអ្នកឯងមួយប៉ុនកហបណៈនោះចៅនោះអ្នកជាអ្នកសម្លាប់មនុស្សស្រាប់ផងទីណា ដល់តែបានកំរៃអញ្ចឹងក៏ព្យាយាមដើម្បីទៅរកព្រះមហាមោគលាននៅកាលៈសីលៈនឹងឯងកាលៈសីលាព្រះមហាមោគលានលោកជ្រាបប្រគល់ម្ចាស់ពួកចៅ 500 បានទៅឡោមព័ទ្ធនៅកុដិវិហាររបស់លោកលោកជ្រាបដឹង លោកមានរិទ្ធលោកចេញតាមប្រហោងសោព្រុតបាត់ទៅស្អែកឡើងវាមកឡោមទៀតនៅក្នុងខែកដឹកនេះណាមិនមែននៅក្នុងខែណាឬក្នុងខែកដឹកនឹងឯងស្អែកឡើងវាឡោមទៅឡោមព័ទ្ធទៀតលោកជ្រាបដឹងលោកញែកអញ្ចឹងប្រហោងអញ្ចឹងបាទចេញព្រុតហោះទៅ ไอ้ดอกกะบัดเตอบ่าคือเจ้านั่นเองมันอาจจับโลกบ้านนูเตะสมบัติแต่ក្នុងដើមខែកដឹកក៏អញ្ចឹងចាប់ក៏មិនបានលោកមានរិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ហើយគ្មានអ្នកណាមានរិទ្ធប្រហែលព្រះអគ្គសាវកព្រះមហាមោគលាននេះប្រគុណម្ចាស់ កាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងនៅព្រះអភិធម្មប្រាំពីរកំពីនៅតាវត្តឹងប្រុសពុទ្ធមេដាប្រគុណម្ចាស់ព្រះមហាមោគលានលោកជ្រែកលោកជ្រែកពធរណីហើយលោកអត់ហោះទៅលើលោកជ្រែកពីក្រោមទៅវិញព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅខាងលើលោកជ្រែកពធរណីទៅខាងក្រោមហើយ លោករុលតាមកណ្ដាលភ្នំព្រះសិនេរុនឹងឯងបាទមាននៅខាងក្រៅក៏នៅកណ្ដាលភ្នំនឹងឯងបាទទៅឡើងកំពូលភ្នំព្រះសុនេរុព្រះសុមែនឹងឯងថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិយនៅតាវត្តឹងមានរិទ្ធខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងប្រគល់ម្ចាស់ឲ្យចៅ 500 ឯណាចាប់ព្រះអង្គបានដើមខែកដឹកក៏អញ្ចឹង ពាក់កណ្ដាលខែកដឹកក៏អញ្ចឹងដល់តែមកចុងខែកដឹកហ្នឹងឯងព្រះអង្គលោកទ្រង់ជ្រាបចេះតែគិតទៅវាឡោមទៅគិតទៅឡោមប៉ទៅលោកគិតបាត់ទៅមកចេះតែព្រះអង្គលោកទ្រង់ជ្រាបនៅភាវៈនៃកម្លាំងរបស់កម្មដែលលោកបានធ្វើហើយគឺលោកត្រូវតែទទួល នឹងវិបាកផលរបស់កម្មដែលលោកបានធ្វើលោកឃើញអំពើកម្មដែលលោកបានធ្វើនៅពេលនោះលោកអត់គិតទៅណាទេលោកនៅនឹងចៅវាឡើងមកដល់វាចប់លោកធៈតលៈមកវាលវាវាយវាពួតវាដំប្រគុណម្ចាស់ហើយ 500 នាក់ហើយលោកមួយអង្គវាវាយព្រះអក្សរវៈ
ân rồi bỏ lộ bay chia cùng nắp tôi bỏ màn bần bà bần cọp à cọp ổng có bạc mà cần nắp á chắc ân rồi bỏ lộ tầng ổn cứ tích bà hai nâng cầm nắp cọp ổng có bay tích bà hai vị vô tới cổ bên cháu nơi không đọc của bột mùi tới đại sống cờ thả và năng xa lạp à chứ vì tích ở hai thì nè à. Cháu có tới bạc tới bệnh mà hàm ổ cơ liên cơ lộ miên sẽ kể đây trái rì cực thả à thơm à trời tay tới thoại bằng cung bệnh đồ miên bệnh phê chưa môn sân sân bà rệ nệ biển con là phần nắng bà con mà cha lộ bà mô nâu thiết để bác bác chân ông bà là mang tích tâm ổ nâng đôi ông nát nây cầm lăng chiến hoặc đung bà tờ lời ạc ca tờ căn vật về lộ vọng ông cao nốt bà sa mạ sàm bốt bà ông quấn nếu vật lê lụt bê lô văn krong rê chì kử hãy hãy đại bàn chìa bảo ăn lục cung nâu nâng kèl kèl bê xa rê bát lục cung nâu vật chìa tập quán à tụ tu nâu thiết rồi bác bê xa rê bát con nâu khnông vật chìa tập quán có bản tá ở lâu nâng lô một cung nâu vật bê lô văn à krong rê chì kử máu lục đăng thà à kia sao vậy bệ mà hàm ô cơ liên nâng bệ nệ tiến lục đăng chăng máu bà nâu bệ nụ bệ mà hàm ô cơ liên có chô tờ thoai bằng cung bệ đỏ miên bệ phía hai miên thê ra đầy ca bọc bệ bệ ông đo chăm ra ân khuyông bệ ông nâng bà rệ nếp biên hai bà ông bà đòm biên bà phía trông biên bà đòm ra tha mà niêl mô cơ liên nhạc nâng bà rệ nếp biên rứ bà bếp bà ông khuyông bà ông nâng bà rệ nếp biên hai bà ông mà niêl mô cơ liên ta nhạc nâng bà rệ nếp biên trăng cả lại na bỏ bếp bà ông đo chăm rán khuyông bà ông nâng bà rệ nếp biên nâu nia bà tích ca lạ xây la hai nâng khuyông bà ông tớ căng tì nu hai bà rệ nếp biên trăng tì nu an mà nêu mô cơ liên ông nai đề nhạc nâng bà rệ nếp biên hai chô nhạc xong đây nơi thò đào ta thà quật sân xâm nâng tư bà rệ nếp biển cho bị bố bê bê ni to tư ta thà quật lên bàn khơi nơi xà vết đôi chìa nhẹ ai anh to tư tiệt hời nâng ní cư chia sẻ phép để chia sạch chắc rồi bỏ lột ní dạng đừng bà con mà chắc xôn bây tè bế xa mà xa mô trả đăng nực nông lột miên bế à kia xa vẹ tầng cu có bần tài sẽ có đây bạp bạ sẽ có đây vì nè cha ông bì khnê nâu tè trọc cận mình bạch như vậy thôi đào thả đây là nít phụ con mà chắc mình miên bệnh xa mà xa phút mình miên ạ kia xa vẹn nốt hay mình miên ca bạc bạc nốt mình miên là được chứ nét trừ phụ con mà chắc lô ta lô dễ bằng bồn bảo xây tình ớt trừ prôm lô môm nâng sang khá ra thò tăng lái để cả làng hai bạch cháy bạch chung tạ tàng hai rồi mê miên sẽ cái đây vì nè tư chia thầm mà đà nâng à
nơi bên nút bố con mạch chá Prea Maha Mô Cô Liên Kra Thoai Bông Cung Prea Đo Miên Prap Hi Hải Có xong đây nơi Pá Đề Ha Bố con mạch chá Đô chìa Prea Sa Rê Bắt Môn nâng tư Pá Rê Nệ Biên Lô xong đây Pá Đề Ha Ôh Rui Bà Ôh Rui Bà Ôh Rui Bài Ôh Rui Prap Hết Hai Có xong đây nơi Prea Tho Đạo Prea Đo Miên Prap Hi Prum Tiên Pi Khổ Sang Tiên Lái Hãy lô có bảo tệ sân kích chênh hoa tờ căn bảo tệ nịa đàn ca lạ xây là hai có bà rệ nếp biên tử. Nâng ạ, bà cô mẹ chá à kia xa vẹ tăng cu bà rệ nếp biên nâu nông á thạ cả thạ xa rập hẹn kia chia đọc Nâng ngài bảo ông Lộ trông xâm đại nhỏ ông bì Rương ca bà rệ nếp biên nếp Pramaha Mô Cơ Liên Bà con mạch chá Pramaha Mô Cơ Liên lộ bà rệ nếp biên Phá Al Cát ca la hòl Ốc bà bú tếp chân bà mùi chọn Bì cha tông maha rê chá ca rô hốt đal Bà Rồi hốt đào tê vật đà chọn tì bà mùa yò Bà Bà rạ nè mít tạ bà xạ bà tay tê vật đà nô Cứ đăng prôm tùm bà nông tê vật đà tên bà mùa chọn nâng đăng Prôm khá nê tùm ọc Hãy sài bà cá đào khá nê đăng tha Ô nè tăng lai hai lư đầm nâng tha À cha rồi bói dương bàn bà rệ nè biên hai à Nông à ព្រះមហាមោគលានឹងគឺជាអាចារ្យរបស់ពពួកទេវតាទាំងឡាយពុគ្គលម្ចាស់មិនមែនត្រឹមតែជាអាចារ្យរបស់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនឹងនៃពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទេគឺសូមបីតែពពួកទេវបុត្រទេវតាទាំងប្រាំមួយជាន់នោះក៏ប្រកាសខ្លួនថាជាសិស្សថាព្រះ អគ្គសាវៈលោកជាអាចារ្យអាចារ្យយើងបានប្រេតនិព្វានហើយម្នាក់ម្នាក់ប្រគល់ម្ចាស់ហើយខ្លះកាន់គ្រឿងក្រអូបខ្លះកាន់គ្រឿងមាលាខ្លះកាន់នៅធូបខ្លះតាន់កាន់នៅគ្រឿងផ្កាក្រអូបក្រអូបហើយនឹងអស់បាទអស់ប្រភេទនានាសុទ្ធតែជារបស់ទិព្វចុះមក បានធ្វើចិត្តកាធាននឹងឯងគឺជើងថ្កនឹងឯងបាទដោយក្លឹមចាន់ក្រហមមានកម្ពស់99ហត្ថបុគ្គលម្ចាស់ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកគង់ចិត្តសពនឹងព្រះមហាមោគលាននឹងហើយលោកឲ្យប្រតិសិនជុំវិញជើងថ្កទាំងអស់នឹងឯងហើយក៏ បូជានៅសពព្រះមហាបូកលៀននឹងទៅឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់មានតម្រាស់ថាត្រូវយកធាតុរបស់អគ្គសាវកនេះឯងទៅតាំងនៅក្នុងចេតិយដែលកសាងនៅត្រង់ខ្លោងទ្វារនៃព្រះវិហារវេលវាននេះឯងបាទនឹង គឺមានចែកដីមួយដែលបញ្ចុះនៅធាតុរបស់អគ្គសាវកព្រះមហាមោគលានឯងនេះប្រគល់ម្ចាស់គ្រាន់តែអគ្គសាវកព្រះមហាមោគលានបរិនិព្វាននៅថ្ងៃ15កើតដល់ថ្ងៃ16រោចខែកដឹកនឹងប្រគល់ម្ចាស់ ដំណឹងក៏សោះសាយទៀតពេញទាំងជំពូទ្វីបដូច្នេះដឹងរហូតដល់ព្រះបាទអាជាសតុកាលនោះព្រះបាទអាជាសតុនៅសោយរាជគ្រប់គ្រងរាជនៅក្រុងរាជជិះគ្រឹះដែនមេកធៈនោះពុទ្ធម្ចាស់បញ្ជាឲ្យកងអាមាត្យចាប់ពពួកនិក្រុនបាទ Nikrun sa vẹt đại chế ạ krat kai nâng anh pram rôi nẹ vô con mạch chá
chẳng phổ phụ chào pram rồi nè bánh chia chạp vô mà tổng ọ bà cọp trâm cọp nơi khnông liên nây 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 bà rê chủ viên nâng ấy cọp trâm trâm chất cùng chà bà lúc nè chào pram rồi phụ nị khuôn nâng ấy pram rồi đại khúc khất bà xâm lạp bè a kẹ xa vẹ Maha Moka Liên Cóp trầm chết nâng à. Hơi vô chùm bàn cô tức đập bà nào đập thằng rúa nâng đó là đăng thả đập ngọp ở hơi bình chia ơi ơi rõ rõ nọ đại ơi rõ rõ khắc tích bà sơ tờ rô bầm nay nây nây sách nây chữ ân nây nẻ na mùi sơ tờ rô thầm mình khơi nâng bà côn mà cha nì ban chia nơi khăn ông nơi khăn ông áp bà tiên bà khó tạc cả nị cái bà đò miên bà phía bà ông lô trông xâm đài nơi á tây tạc cầm rộ bò bà mà hà mô kà liên nì anh bà ấy bì bà Phật ông lộ trông xâm đại anh tha Phật mà hà mô cơ liên ý anh Bạn vay Bạn cúp nâu miệt đa Bây đa đã bọc luôn nâng ai rồi hốt Đào ọ Chỉ vết à sầy sạch đập Tạm bệ Phệ rời dì lũ Không âm nai này phệ rời dì Hai có đất Mà đai nâng ở phục nâng ai Mà con mà chả hai Lộ khoát từng pí, nâng anh vô từ vô thomo từ cúp từ vai sầm lạp lộ rồi hốt đó lộ ở nơi chỉ vịt presama samput, phong lộ sầm đai anh tha, nè thề ra nè anh romen che, nô khnông nô rộ, ở sen pan chnam nô rộ, phan là vị ba để nơi xe sal có nhân ơi thề ra ni anh trâu kê vay tích ăn ngàn nâng à cần lòng ruột mà hai ơ oh, mùi rồi ạp tập hiệp nên cần đã kê vay còn là cầm nhân ơi kê vay tích ăn nâng anh mùi rồi ạp tập hiệp đôi chân nè cầm na đèl thề ra ni anh bàn thơ nâng anh cầm nụ anh ôi phần xăm cu đó thề ra nâng anh trữ kê vậy nâng anh tích ấn có dạng nụ ta ai chung bố 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 nị khôn hay nâng bố bố chào pram rồi để bàn thua cầm ná cầm nụ ôi phần có việc xăm đây để trữ kê dụ tư xâm lạp nâng anh xăm nâng cầm rồi bọc luôn đại bản thờ nung được chứ nè sa ma sam put phong lộ tung sầm đai giang ní cứ mình bên sầm đai bị riêng ở vây ở phái ông bị tham ở chia cứ cắm nâng phá rọ bọc cắm đập vào bàn đằng anh chỉ vết để bị cai la máu miên ắt tập hiệp giang na bác con mà cha miễn dịch đây là ba sưu vệ tình nê rưu cơ cầm kri bắt bóng prap prap yana yana rương tầng ơ nó cứ chỉ phong rộ bọc cầm đối chỉ prisa ma samput pro ong trung miên prit đam ra tha xóm nâng cầm để thề ra nâng ai bàn thơ tục xóm hát để kê trai vai dạng nâng hãy phụ bụi cháu để tha xâm lắp nâng prea kia xa vệ rộ bọc côn ta tha quật nâng đã trâu tới đạch vô tới xâm lạp nâng có việc xong nâng cắm để bán xâm lạp nâng côn ta thả quất anh chẳng đôi khả nề chẳng rương ní cư chỉ rương cắm mà thằng ốc oh, bà côn mà cha ông pơ na để dưỡng bàn thơ đòi chê ta na na muối tam plâu cài cơ đây tam plâu vía cha cơ đây tam plâu chất cơ đây cắm nâng ai rủ mê miên cầm lăng nhăn phá là vị bá ôi cài là nơi cả na miên áp tập hiếp cả lúc có
trâu tự tự tui nơi phó rộ bọc căm đại dương bàn thờ tục. Nâng Trẻ xa mà xa mốt bọn xâm đáy nơi bà đệ bà tìa mũi cầm áo miên khăn cầm áo miên át tập hiệp. Cả ná mình miên khăn mình miên át tập hiệp căm nâng anh rộng mình ai phò mà bì nà bàn. Nâng đôi chết căm để ai phò bán à say đòi miền khăn miền áp tập hiệp đi ai nhờ. Nhưng đại bảo ông lộ trung xâm đai rằng nâng cứ chân bình chết và cô mình chá đôi ta lộ dễ bọn phô ôn bảo xây thằng ớt ai khơn sập hiệp ni lộ ni đò xanh khỏi xa đò xanh à sơ đò cua tọt slop rồn thốt đò cải lên xôn bay tại bộ cô miền cung là thọ ớt nâu á sở vệ hai cả đôi phô ôn mình chá có bàn tay áp tập hiếp nữ khăn nữ vị ba rồi bọc căm ở na đây vì mình tâm ai phò có miên ẩm nát ai phò đa đôi chế bệnh mà hà mô cà liên chế đàm và cô mà chả mơ lộ ở á sơ việt hay miên rứt đọc lăng khla có bàn tay cầm lăng rứt rồi bọc lộ mình á chế nữ cầm lăng rồi bọc căm đi lai để lộ bàn thơ tục hay dương của đôi chân họ đáy với cô mà chá trâu prùm lùm bùm nâng phá nê căm vị ba nê căm để dương tự tu rõ thay nê prùm lùm bùm chì mùi nâng vị ba nâng phá rõ bọc căm hói sần xóm nâu căm ná đai prisama samput bảo ông lộ trung xâm đáy để chìa ông bơ để bật bật tư để chìa plâu tự căm tí bông phóp nê sẽ gây tốc đại mình miên bật đệ sản thị bằng tò mình miên ạp tập hiệp nụ cứ trở không trần trái dần xóm nơi cầm nụ anh nâng ạ phần nắng xôm ạ nụ mô tệ nì.